1001 câu chuyện. Xin chào các em, tấm sticker mỏng có hai cô gái. Như vậy chúng ta sẽ làm hai căn nhà nha. Căn nhà thứ nhất sẽ là căn nhà màu tím nè. Vẽ rất là đơn giản. Đó, bạn nào cũng có thể vẽ theo nha. Và bên trong căn nhà thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có những cái gương và tủ đồ đúng không? Và đó là tiết mục mà các bạn sticker rất yêu thích. Tiếp theo, bên đây sẽ là căn nhà màu xanh. Hai căn nhà cũng đều được vẽ rất là nhanh luôn. Đó, bây giờ là bạn Tốt Vàng nè. Bạn sẽ chọn căn nhà màu tím. Đây, cái đầm của mình các bạn thấy đẹp không? Có rất là nhiều hoa hồng như một nàng công chúa. Ta-da-n, chắc chắn là sẽ đẹp hơn cô nàng ngôi nhà màu xanh rồi. Mình lại còn đeo cả vương miện nè. Sau đó mình gắn tóc giả lên nữa nha. Đó, nhìn mình đã giống công chúa Ori chưa? Đây nè, người ta phải hiện đại như thế này. Đây nè, tôi cũng có váy hiện đại nè. Trời ơi, váy gì mà lè lẹt. Váy của tôi nè, đó, màu xanh hy vọng. Thấy chưa? Dán vô. Trời ơi, váy như vậy mà đồ đẹp hơn tôi. Màu hồng mới dễ thương. Chỉ vì một ít màu xanh như thế này thôi. Đó, thích đơn giản có đơn giản. Còn cái này nhiều tầng nhiều lớp nè. Nữa nè, đó. Trời ơi, đừng có mơ nha. Đây nè, còn nhiều lắm luôn đó. Thấy không? Váy rời bạn có không? Ngoài ra tôi còn có thêm đồ nữa nè. Tôi phải làm thêm kệ nữa đó. Đó là những đôi giày xinh xinh. Đó, bạn có bao nhiêu đôi giày? Còn mình nè, nhiều lắm luôn. Giày bóp, giày búp bê. Có cả cây dù nè, để đi che nắng, che mưa. Wow, và cả bao tay nữa đó. Làm gì mà tóc vàng có nhiều đồ như mình được. Trời ơi, đồ thấy ghê. Đồ người ta ít nhưng mà đẹp. Với lại hả, tôi cũng có vậy. Nè, nón nè, rồi cài tóc của tôi hả, hoa của tôi hả, thì rất là xịn luôn. Đó, tôi còn có túi xách nè. Đó, toàn là túi xách đính vàng, đính hoa, thấy không? Hít ghê. Trời ơi, không bao giờ tôi mê những cái đó nha. Không mê thì thôi. Vậy đó, hai người cãi nhau suốt luôn. Các bạn xem bên nào thì đẹp hơn, tóc xanh hay tóc vàng? Còn bây giờ chúng ta sẽ qua một câu chuyện tiếp theo về những nàng tiên bướm nha. Ngày hôm nay á là một video mà có tới 3 câu chuyện luôn. Câu chuyện thứ nhất là của bạn Tóc Vàng và Tóc Xanh. Còn câu chuyện này các bạn nhìn sơ thì biết đây là gì không? Đó chính là một căn nhà hình Noel dành cho những nàng tiên bướm. Đây, tiên bướm tím. Xin chào mọi người. Còn mình là tiên bướm hồng, cũng chào mọi người luôn. Trời ơi, vui quá. Cô nhỏ tóc xanh nó xấu nhất luôn. Ê, dám nói tụi xấu hả? Tôi đẹp cái bộ. Nói đùa thôi chứ tiên bướm ai cũng đẹp hết nha. Và bữa hôm nay rất đặc biệt, bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc với rất là nhiều bánh để chuẩn bị đón Trung Thu. Các bạn thì sao? Có đang chuẩn bị đón Trung Thu không? Đó, tiên bướm bay vòng vòng và chuẩn bị đón Trung Thu rồi. Chúc các bạn Trung Thu vui vẻ nha. Ta-da, xong rồi đó. Bây giờ các bạn ấy sẽ chơi nhạc và thưởng thức những bông hoa thơm nữa. La 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 la, thơm quá thơm quá. Trời ơi, hai cái bài này ồn ào quá đi, ăn thôi. Đó, rất là đơn giản để đón Trung Thu đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ sticker tiên cả. Và các bạn biết không, lần này chúng ta sẽ sử dụng quyển lưu bút này nha. Nếu như không có quyển sổ, các bạn cũng có thể dùng tập của mình để trang trí nha. Các bạn sẽ vẽ một đám mây. Nhưng mà tiên cá thì làm sao mà ở trên mây được? Thật ra đây chính là một cái bọt nước biển màu xanh dương thần kỳ. Nó sẽ phát ra ánh sáng màu vàng cùng với những viên ngọc trai màu đỏ. Đó, các bạn thấy cái bọt biển nào mà lạ chưa? Nó thu hút tất cả những điều quý báu nhất. Đó, đầu tiên, xin chào mọi người, mình là tiên cá màu xanh. Ôi, cái bọt biển này thật là thích quá đi. Ôi, trời ơi, tránh ra, mình cũng thích. Mình cũng thích nữa nè. Vậy thì ba đứa mình sẽ ở chung với nhau nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chia sẻ quần áo cho nhau. Đây, cái này mình không mặc vừa. Mình sẽ cho tiên cá tóc cam. Yeah, cảm ơn bạn nha. Còn đây, đó, mình thích cái này nè. Nó có màu galaxy, rất là đẹp luôn. Còn mình thì lại thích mặc đầm công chúa của loài người. Tiếp theo,
Ở trong cái bọc biển đẹp như thế này, chúng ta sẽ dựng luôn cả căn nhà và tủ đồ nha. Có rong biển rồi, bây giờ chúng ta sẽ treo những cái váy của chúng ta lên. Tên 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 tên. Tất cả váy chúng ta sẽ treo lên và sử dụng chung nha. Không ai được dành phần nhiều hơn hết. Đẹp không? Và tiếp theo, chúng ta sẽ làm những cái sợi móc nè để treo những bộ đồ không bay lung tung. Còn bây giờ là những cái sticker nhỏ ở trong tờ giấy nè. Chúng ta sẽ tháo ra và dán lên hết luôn. Bộ sticker rất là đẹp nhé. Có thật là nhiều những bông hoa nhỏ nè. Với những bông hoa này thì Tiên Cá có thể trang trí cho tóc của mình để xinh đẹp hơn. Và dĩ nhiên nhiệm vụ của chúng ta sẽ làm ra những cái kệ đó để cho ngay ngắn vào nha. Tủ hoa. Tiếp theo thì sẽ là trái cây và thức ăn. Còn có những bàn cá nhỏ nữa nè, chúng ta sẽ dán vào để chúng bơi chung với những bàn tiên cá của chúng ta cho nó thật vui nha. Một bộ sticker này á, giá thì chỉ có 5.000 thôi, nhưng chúng ta sẽ có rất là nhiều váy nè, rồi hoa cũng như là kẹo, trái cây. Đó, vui thật là vui, mình có thể tạo nên rất là nhiều câu chuyện. Và các bạn nghĩ xem, ba nàng tiên cá này chắc là sẽ rất hạnh phúc khi sống ở đây đúng không? Và câu chuyện đã kết thúc rồi đó, rất nhanh chóng đúng không nào? Chúng ta đã trang trí xong nhà cho hai bạn tóc xanh, tóc vàng, tiên bướm và cả tiên cá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Nếu thích đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1 nghe lại một câu chuyện nha.